hãy to trước khi đối thủ của bạn to. Truy cập ngay website togroup.vn để giúp bạn to lên. Bạn cần thiết kế logo, thiết kế web. Bạn cần thiết kế và in ấn các ấn phẩm thương hiệu, bao bì sản phẩm, in nhanh lấy ngay, in ít giá rẻ. Bạn cần quà tặng lưu niệm, kỷ niệm mang dấu ấn thương hiệu. To Group sẽ giúp bạn bằng 10 năm kinh nghiệm phục vụ hài lòng hàng nghìn doanh nghiệp. Tencent vượt mặt cả SoftBank trong đầu tư vào các kỳ lân công nghệ. Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đã âm thầm vượt mặt tập đoàn đầu tư tài chính lớn nhất Nhật Bản trong việc đầu tư vào các công ty kỳ lân. Tencent, công ty công nghệ Trung Quốc nổi tiếng với ứng dụng nhắn tin WeChat, đã âm thầm nhưng tích cực đầu tư vào các công ty khởi nghiệp trên toàn cầu trong 5 năm qua. Những nỗ lực đó đã dần mang lại thành quả, đưa Tencent dần vươn lên phía trước, trở thành một trong những công ty đầu tư công nghệ hàng đầu thế giới. Cụ thể, Tencent đã đầu tư vào 46 công ty kỳ lân. Startup kỳ lân là cụm từ nhằm ám chỉ những công ty mới lớn mạnh được định giá trên 1 tỷ đô la trên toàn cầu. Con số này vượt hơn 42 công ty của tập đoàn đầu tư tài chính Nhật Bản SoftBank. Theo báo cáo từ Herent Global Unicorn List 2019, lần đầu tiên Trung Quốc đã vượt qua Hoa Kỳ về số lượng công ty kỳ lân. Tencent và SoftBank đã lọt vào danh sách 10 nhà đầu tư hàng đầu, xếp thứ 2 và thứ 3 chỉ sau Sequoia Capital, quỹ đầu tư có trụ sở tại Mỹ với 92 công ty kỳ lân. Danh sách về các công ty kỳ lân được lập ra bởi Herent, một tập đoàn xuất bản có trụ sở tại Thượng Hải. Danh sách ghi nhận các công ty được thành lập từ năm 2000, nhưng phần lớn trong số này được thành lập vào năm 2010 trở về đây. Herent cũng phát hành danh sách tỷ phú hàng năm của Trung Quốc, tuy nhiên không chia sẻ các tiêu chí lập danh sách của mình. Xu thế đầu tư vào các công ty mới nổi có tiềm năng trong giới công nghệ từ lâu đã được các tập đoàn lớn theo đuổi. SoftBank chính là gương mặt nổi bật nhất trong số đó, với các khoản đầu tư lớn và rất sớm vào Uber cùng một loạt các công ty khởi nghiệp thành công khác ở nhiều quốc gia như Slack, WeWork và Flipkart. Trong khi đó, Tencent tập trung vào ủng hộ các công ty khởi nghiệp tại Trung Quốc như dịch vụ vận chuyển Didi Chuxing và ngân hàng kỹ thuật số WeBank bên cạnh một số startup ở Ấn Độ. Nhìn chung, các công ty từ Trung Quốc và Mỹ thống trị danh sách các nhà đầu tư kỳ lân hàng đầu thế giới. Năm đơn vị đến từ Mỹ bao gồm Tiger Fund, IDG, Goldman Sachs và công ty cổ phần tư nhân Andreessen Horowitz, trong khi ba gương mặt đến từ Trung Quốc là Tencent, Alibaba và GGV. Tuy nhiên, về khối lượng đầu tư tuyệt đối, SoftBank có thể vẫn sẽ dẫn đầu. Từ năm 2015 đến năm 2017, trong khi Tencent mới chi khoảng 30 tỷ USD, thì quỹ Vision Fund của SoftBank đã chi ra khoảng 80 tỷ USD. Dẫu vậy, nó cũng đủ để tại Trung Quốc hiện nay, Tencent đã được gọi là SoftBank của Trung Quốc. Nhưng đây chỉ là ước đoán, bởi rất khó để đưa ra một con số chính xác về tổng số tiền đầu tư của Tencent, bởi thông thường số liệu chỉ được thu thập từ các vòng đầu tư được các đơn vị này tự tiết lộ. Tencent thường đầu tư vào các công ty có vẻ liên quan với các hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình như game và truyền thông xã hội. Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đã bỏ tiền vào các hoạt động như ứng dụng vận chuyển, bán lẻ, truyền thông trực tuyến và cả các nhà sản xuất ô tô điện ở trong và ngoài Trung Quốc, bao gồm 5% cổ phần của Tesla và 7,5% cổ phần của Spotify. Năm nay, nó đã đầu tư vào ít nhất 11 công ty, bao gồm AI Brawler có trụ sở tại Anh và nền tảng gây quỹ cộng đồng tại Trung Quốc mang tên Shady. Sau nhiều năm đầu tư mạnh mẽ, Tencent đang gặt hái những trái ngọt. Công ty đã tạo ra 27% lợi nhuận ròng trong quý thứ hai vừa qua từ các công ty mà họ đã đầu tư so với 22% của cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, SoftBank đang chịu áp lực trước các nhà đầu tư trong bối cảnh một loạt các công ty mà họ đã bỏ vốn như Uber và Slack phát triển chậm chạp, WeWork thất bại trong việc IPO, đồng thời đang phải cắt giảm nhân sự hàng loạt. Theo báo cáo mới nhất của CNBC, CEO Masayoshi Son của SoftBank đang xem xét việc tái tập trung một Vision Fund thứ hai với mục tiêu huy động 108 tỷ USD nhằm đầu tư vào AI và vào các công ty có thể kiếm tiền nhanh chóng. Từ trí thức trẻ, Cà phê Biz, Độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Từ bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng bí ẩn sự Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí ẩn sự Việt để đón xem clip mỗi tuần.